ta chào khảo, xin chào các bạn, mình là Vân Anh. Hôm nay chúng ta cùng nhau học bài khóa bài 29 của giáo trình chuẩn 2K5 với tiêu đề Pei yang tui shou, đào tạo đối thủ, và chúng ta cùng nhau học nha. Qian Wei zai da xue de yi zuo gong yu lou li kai le yi jia shu dian, shen bian mai dian wen qu, dian chi, xiao ru yong pin deng. Qian Wei gen wi zai li er zhang da xue de yi zuo gong yu lou. Cung yu lấu là tòa chung cư hay mình có thể dịch là khu tập thể. Ta xue de của trường đại học. Khai là yi jia shu dian, mở một hiệu sách. Xuân biên, nhân tiện. Mai tiểu, bán chút. Wen qu, văn phòng phẩm. Tiền chứ, pin. Xiao rư yung pin, đồ dùng hàng ngày. Tận, vân vân. Qian Wei zai da xue de yi zuo gong yu lấu li khai là yi jia shu dian. Xuân biên, mai tiểu wen qu, tiền chứ, xiao rư yung pin tận. 一年多来, hơn một năm nay, 虽然, mặc dù, 每件商品的利润, 利润, lợi nhuận, 每件商品的, của mỗi món đồ, 都并不高, đều không hề cao, 但他, nhưng anh ấy, 诚信经营, kinh doanh thành thật, 薄利多销, lại ít bán được nhiều hàng. Y nén tua lái, suy rán mấy chiên sang phỉn tờ lý luận, tâu biên bụ cao, tàn tha chứng xin chinh yến, bố lì tua xeo. Sử su tiền sân y yu lái yu hùng hộ, sân trự chứng với là mấy thị tờ thái phẳng tuy xiang. Sử khiến cho su tiền sân y việc kinh doanh của cửa hàng yu lái yu hùng hộ, ngày càng rực rỡ, sân trự chứng với là thậm chí đã trở thành mấy thị tờ thái phẳng tuy xiang. Thái phẳng tuy xiang, đối tượng phỏng vấn, mấy thị tợ của truyền thông. Sử su tiền sân y yu lái yu hùng hộ, sân trự chứng với là mấy thị tợ thái phẳng tuy xiang. Trước ở đại xuế lì, linh vai hãy yếu san cha su tiền, yếu yu sâu đạo lợi chen vệ su tiền tờ yến xiang, trở san cha su tiền tờ chinh yến khung chen, yu lái yu xiao. Trước ở đại xuế lì, trong trường đại học này, linh vai hãy yếu san cha su tiền, còn có ba hiệu sách khác, yếu ý do sâu tạo lợ, ảnh hưởng, chịu ảnh hưởng bởi Qian Wei Shu Dian, hiệu sách của Kiến Vĩ. Chữa san gia su dian de qing ying kong qian, qing ying kong qian, không gian kinh doanh. Chữa san gia su dian de của ba hiệu sách này, yue lai yue xiao, ngày càng nhỏ. Chữa ge da xue li, linh vai hai yu san gia su dian, yếu ý sâu tạo lợ Qian Wei Shu Dian de ảnh hưởng. 这三家书店的经营空间越来越小。三家的营业额加起来还不如他一家高。三家的营业额，营业额算出三家的过八个行，加起来过来还不如高， còn không cao bằng. 他一家, một cửa hàng của anh ấy. 三家的营业额加起来还不如他一家高。 Qian Wei 成了这里的书店老大. Qian Wei 成了, Kiến Vĩ trở thành, 这里的书店老大. 老大, lão đại, 书店, các hiệu sách, 这里的, ở đây. Qian Wei 成为了这里的书店老大. 这时, 许多亲朋好友, 便建议他, 干脆把另三家书店击垮, 垄断这个市场. 这时, lúc này, 许多亲朋好友, rất nhiều người thân và bạn bè, 边迁一他, liền đề nghị anh ấy, 干脆, dứt khoát, 把另三家书店击垮, chỉ ở đây là dồn hay ép, 垮 là sập. 另三家书店, ba hiệu sách kia, 把另三家书店击垮, ép ba hiệu sách kia sập tiệm, 垄断, lũng đoạn hay độc chiếm, 这个市场, thị trường này. 这时许多亲朋好友便建议他干脆把另三家书店击垮垄断这个市场可见伟不但没有去击垮对手反而还经常帮助三家书店搞一些营销活动可见伟 nhưng Kiến Vĩ 不但 không những 没有去 không đi 挤 dồn hay ép 垮 sập 击垮对手, ép đối thủ sập tiệm,
Phản ở trái lại, khái chinh tráng còn thường xuyên. Băng trụ san cha su tiện giúp ba hiệu sách. Cảo ý xia là một số, yến xeo khố tụng hoạt động tiếp thị. Khở chèn vệ bú tàn mấy yếu truy trí khóa tuệ sổ. Phản ở khái chinh tráng băng trụ san cha su tiện, cảo ý xia yến xeo khố tụng. 对于一家快要倒闭的书店，他还主动热心地借给其资金，想办法让他继续经营下去。对于 đối với 一家快要倒闭的书店, đây là cụm danh từ, 一家书店 một hiệu sách, 快要 sắp, 倒闭 phá sản. 他还主动 anh ấy còn chủ động, 热心的 nhiệt tình, 借给其资金, 借给 cho mượn. Chí chính là tha tợ, ở đây sẽ là họ. Chư chín, vốn. Chia kể chí chư chín, cho họ vay vốn. Chẳng bàn phả, nghĩ cách. Rằng tha chi suy, để họ tiếp tục. Chinh yến xa trụ, tiếp tục kinh doanh. Tùy ý ý cha, khoai yào tạo bì tờ sưu tiện. Tha khái chủ động rửa xin tờ, chia kể chí chư chín. Chẳng bàn phả, rằng tha chi suy, chinh yến xa trụ. Yêu rấn vận tha, ní sần mơ chơ mà xả. Chiếu rằng tha mận tạo mế, bù khảo mà. Yêu rấn vận tha, có người hỏi anh ấy. Ní sần mơ, sao anh? Chưa mà xả, ngốc như vậy. Chiếu rằng tha mận, cứ để cho họ. Tạo mế, xui xẻo. Bù khảo mà, không tốt sao? Yêu rấn vận tha, ní sần mơ chưa mà xả. Chiếu rằng tha mận tạo mế, bù khảo mà. Chiên vệ xua, vừa sư xài bảo trứ chơ ý tỷ chư thú sư sư trạng tờ sân thai phiên hứng. Chiang Wei Shuo, Kiến Vĩ nói, Wo shi zai bao chi, tôi là đang duy trì, chư ý tỷ chư thú su sư trạng tờ sân thai phiên hứng. Đây là cụm danh từ, mình sẽ dịch sân thai phiên hứng trước, phiên hứng, cân bằng, sân thai, sinh thái. Thú su sư trạng tờ của thị trường sách, chư ý tỷ chư ở khu vực này. Chiang Wei Shuo, Wo shi zai bao chi, chư ý tỷ chư thú su sư trạng tờ sân thai phiên hứng. 商业领域其实和自然界一样，自然界中的生物适当有一些敌人，会促使它们生长得更好。商业领域 lĩnh vực thương mại, 其实 thực ra, 和自然界一样 giống như giới tự nhiên, 自然界中的生物 生物 các sinh vật, 自然界中 trong giới tự nhiên, 适当 thích hợp, 有一些 có một số, tí rấn, kẻ địch, khuê tsu sử tha mận sẽ thúc đẩy chúng, sinh trưởng tợ cân khảo, sinh trưởng tốt hơn. Sang yê lĩnh yu, chí sử hờ tự rán chia y yang, tự rán chia trung tờ sân u, sư tạng yếu y xie tí rấn, khuê tsu sử tha mận sinh trưởng tợ cân khảo. Thống yang tợ, đối sầu bình bù hội phán ai vô tờ phát trản, phản ở hội tsu chinh chinh yính, rằng vô hộ tớ更多利益. Thống yang tợ, tương tự như vậy, đối sầu bình bù hội, đối thủ không hề, phán ai, cản trở, vừa tờ phát triển, việc phát triển của tôi. Phản ở hội, trái lại sẽ, tsu chinh, đẩy mạnh, chinh yính, kinh doanh, rằng vô hộ tớ, khiến tôi thu được, cần tua li y, nhiều lợi ích hơn. Thống yang tợ, đối sầu bình bù hội phán ai vừa tờ phát triển, phản ở hội tsu chinh chinh yính, rằng vô hộ tớ cần tua li y. 一个原因是这样能创造让客户有所比较和优中选优的购物环境。一个原因是 một nguyên nhân là 这样能 như vậy có thể 创造 tạo ra 让客户有所比较和优中选优的购物环境. Đây là cụm danh từ, mình sẽ dịch câu u hoàn chỉnh trước, môi trường mua sắm. Rang khơ khu để cho khách hàng, yếu xúa bỉ treo có sự so sánh, hứa và yêu trung chuyển yêu lựa chọn cái tốt nhất trong những cái tốt. Ý cơ yên nhiên sư, chơ yàng nâng trang sao, rang khơ khu yếu xúa bỉ treo, hứa yêu trung chuyển yêu tờ câu u hoàn chỉnh. Thông qua bỉ treo, 学生们才知道我的书店服务好，品种优，价格合理。 通过比较，通过 so sánh， 学生们 các bạn sinh viên 才知道 mới biết được， 我的书店 hiệu sách của tôi， 服务好 phục vụ tốt， 品种优 chủng loại sản phẩm tốt， 价格 giá cả， 合理 hợp lý。
通过比较，学生们才知道我的书店服务好，品种优，价格合理。如果只有我一家书店了，学生们没有了比较，价格定得再低，也会认为我的书价高。如果只有牛肉起高，我一家书店了，没有塞过堆，学生们各板新编没有了比较，không có sự so sánh, 价格giá cả定得再低, có đặt thấp thế nào, 也会认为 cũng sẽ cho rằng, 我的书价高, 价格của tôi cao. 如果只有我一家书店了, 学生们没有了比较, 价格定得再低, 也会认为我的书价高。万一他们自己跑到其他图书市场去货比三家，那我的生意就完了。万一我nhớ他们自己họ tự mình跑到 chạy đến 其他图书市场 thị trường sách khác 去 để 货比三家 hàng thì phải so sánh ba nhà hay ở đây mình sẽ dịch là so sánh. 那我的生意 thế thì việc kinh doanh của tôi 就完了 cũng đi tong.万一他们自己跑到其他图书市场去货比三家，那我的生意就完了。还有一个很重要的原因，就是维持这种书店饱和的生态，避免更多更强的对手来插足。还有一个 còn có một 很重要的原因 nguyên nhân rất quan trọng 就是chính là 维持duy trì这种书店饱和的生态，这种生态 kiểu hệ sinh thái 饱和饱和书店 hiệu sách 这 này 避免 tránh để 更多 nhiều hơn 更强的对手 đối thủ mạnh hơn 来插足 đến chen chân 还有一个很重要的原因，就是维持这种书店饱和的生态，避免更多更强的对手来插足。我把其他三家都挤垮了，不见得是件好事。我把其他三家都挤垮了，对 ế bà hiệu sách còn lại sập tiệm, 不见得 chưa chắc, 是件好事 là chuyện tốt. 我把其他三家都挤垮了，不见得是件好事。因为别人一看这么大的地方，只有我一家书店，新的书店可能就会出现，弄不好来一个比我更强的对手。因为 bởi vì 别人一看 người khác vừa thấy 这么大的地方 nơi lớn như vậy, 只有我一家书店 chỉ có mình hiệu sách của tôi, 新的书店 hiệu sách mới 可能就会出现, có lẽ sẽ xuất hiện ngay.弄不好làm không tốt, 来一个 còn đến thêm một, 比我更强的对手, 对手 mạnh hơn tôi. 因为别人一看这么大的地方, 只有我一家书店, 新的书店可能就会出现, 弄不好来一个比我更强的对手。所以为了保持目前这种经营的生态平衡, 我要继续把对手培养好。所以 vì vậy, 为了保持 để duy trì 目前这种经营的生态平衡，这种生态平衡 loại cân bằng sinh thái 经营 trong kinh doanh 目前现代，我要继续 tôi phải tiếp tục 把对手培养好，đào tạo tốt đối thủ。所以为了保持目前这种经营的生态平衡，我要继续把对手培养好。Sau đây mình cùng nhau nghe lại toàn bộ bài khóa này nha. 培养对手。建伟在大学的一座公寓楼里开了一家书店，顺便卖点文具、电池、小日用品等。一年多来，虽然每件商品的利润都并不高，但他诚信经营，薄利多销，使书店生意越来越红火，甚至成为了媒体的采访对象。这个大学里另外还有三家书店，由于受到了建伟书店的影响，这三家书店的经营空间越来越小，三家的营业额加起来还不如他一家高。
建伟成了这里的书店老大。这时，许多亲朋好友便建议他干脆把另三家书店挤垮，垄断这个市场。可建伟不但没有去挤垮对手，反而还经常帮助三家书店搞一些营销活动。对于一家快要倒闭的书店，他还主动热心地借给其资金，想办法让他继续经营下去。有人问他，你怎么这么傻，就让他们倒霉不好吗？建伟说，我是在保持这一地区图书市场的生态平衡。商业领域其实和自然界一样，自然界中的生物适当有一些敌人，会促使它们生长得更好。同样的，对手并不会妨碍我的发展，反而会促进经营，让我获得更多利益。一个原因是，这样能创造让客户有所比较和优中选优的购物环境。通过比较，学生们才知道我的书店服务好，品种优，价格合理。如果只有我一家书店了，学生们没有了比较，价格定得再低也会认为我的书价高。万一他们自己跑到其他图书市场去货比三家，那我的生意就完了。还有一个很重要的原因，就是维持这种书店饱和的生态，避免更多更强的对手来插足。我把其他三家都挤垮了，不见得是件好事，因为别人一看，这么大的地方只有我一家书店，新的书店可能就会出现，弄不好来一个比我更强的对手。所以，为了保持目前这种经营的生态平衡，我要继续把对手培养好。Và như vậy chúng ta vừa cùng nhau phân tích và học xong bài khóa bài 29 của giáo trình chuẩn 2K5. Hy vọng video này đã mang lại một số kiến thức hữu ích cho các bạn trong quá trình học tiếng Trung. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo. 今天就到这吧, 谢谢大家, 再见!